Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Tỵ tháng tư âm lịch năm 2021. Tử Vi tuổi Tỵ tháng tư năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tháng này, nguyệt lệnh thai ở tỵ, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ hanh thông. Tuy nhiên, người tuổi tỵ lại đương đầu với những khó khăn do bị sao thái tuế chiếu mệnh nên vận khí tháng mới khá yếu ớt, ám tàng nhiều hung hiểm. Hy vọng đột phá, giành lấy thành công của những chú rắn rất mong manh. Thậm chí công việc dễ trục trặc ở phút cuối cùng khiến con giáp này tốn nhiều công sức và thời gian để sửa sai, khắc phục hậu quả. Tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan dù năng lực làm việc của bạn ngày càng được hoàn thiện nhưng khối lượng việc nhiều lại có thái tuế chèn ép đối thủ cạnh tranh lớn mạnh công việc luôn trong tình trạng căng thẳng áp lực khó mà đạt được bước tiến đột phá rất có thể bạn sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo liệu công việc mà chưa chắc đã thu về kết quả xứng đáng do đó bạn nên tĩnh hơn là động để chờ đợi thời cơ thích hợp hơn hung hiểm rình rập bản mệnh cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá gây thị phi nghiêm trọng còn dính dáng tới pháp luật người này không ở đâu xa mà có thể ở ngay cạnh bạn hết sức thận trọng những trở ngại gặp phải ở thời điểm này như đang thử thách giới hạn và năng lực của bản mệnh vì thế làm gì cũng không được chủ quan mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo kết quả tốt chớ nên khinh suất lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt học hỏi tích lũy kiến thức kinh nghiệm chuyên môn hoặc mở rộng kiến thức sang chuyên ngành khác là điều mà bạn nên làm trong giai đoạn này một khi bạn đã có nền tảng vững chắc, sự chuẩn bị chu đáo, sẽ chẳng còn phải lo sợ trước bất cứ cơn sóng dữ nào nữa. Con đường bạn đi sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều, vì thế mà thành công cũng nhanh tới. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện tài lộc. Trái ngược với những khó khăn trong công việc, người tuổi tỵ vẫn có niềm an ủi không nhỏ đến từ đường tài lộc khi được chính tài trợ mệnh người làm kinh doanh buôn bán khá may mắn về một số hạng mục kinh doanh đầu tư nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có vẫn thu lợi nhuận tốt ban đầu tưởng chừng mọi thứ là không thể nhưng cứ mạnh dạn tiến hành kết quả thu về thực sự bất ngờ có điều vì thái tuế ảnh hưởng nặng nề bản mệnh nên dừng lại ở một số hạng mục đầu tư an toàn càng mạo hiểm càng rủi ro cao ngoài ra thận trọng trong các mối quan hệ xã giao tránh bị lợi dụng làm việc phi pháp hoặc bị tiểu nhân lừa đảo chiếm đoạt đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng có thể tìm hiểu nếu tò mò nhưng nên tránh mù quáng mà vội vàng nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt thời gian này phù hợp cho việc tìm hiểu học hỏi để gia tăng kiến thức cho bản thân hơn là bỏ tiền vào những lĩnh vực bạn chỉ có hiểu biết nửa vời càng hiểu kỹ bạn lại càng có kinh nghiệm để đánh giá những hạng mục đầu tư trong thời gian tới tìm ra đường đi dễ dàng thu về nhiều lợi nhuận nhất theo dõi phi tinh tháng, sao bát bạch tải tinh bay vào hướng Tây Nam. Đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Tuổi tỵ có thể đặt thiềm thử tại phương vị này sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tiền bạc, kinh doanh, đầu tư hứa hẹn có sự đột phá bất ngờ. Tử vi tuổi tỵ tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của tuổi tỵ trong tháng tư âm lịch này vẫn duy trì được mức bình ổn, không có mâu thuẫn, cãi vã nào quá lớn nhưng mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt. Có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán trường vì thấy rằng mối quan hệ đôi bên ngày càng nhạt nhẽo. Nếu không nghiêm cẩn giữ mình, nghiêm túc nhìn lại bản thân, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm dạn nứt nếu cả hai đều dửng dưng mặc kệ tình trạng hiện tại sẽ dễ khiến mối quan hệ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu do thái tuế công kích dễ xảy ra mâu thuẫn tình cảm thăng trầm bất ổn khi cảm xúc mặn nồng khi lại tức giận lạnh nhạt cứ tan rồi hợp hợp rồi lại tan không dứt điểm với người độc thân chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu duyên đến rồi lại đi khó mà cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc đã vậy, con giáp này còn tỏ thái độ lạnh lùng, khóa chặt cánh cửa trái tim với những đối tượng có ý định tiếp cận khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn nữa. Để vượng tình duyên, người tuổi tỵ có thể thử áp dụng thêm một số mẹo phong thủy, góc đông nam trong nhà hoặc trong phòng ngủ nơi có sao nhất bạch chủ đào hoa cư ngụ nên đặt thêm bát nước hoặc lọ hoa hồng sẽ tốt hơn cho chuyện tình cảm của mệnh chủ. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện sức khỏe bước sang tháng mới người tuổi tỵ đương đầu thái tuế nên phương diện sức khỏe không được chủ quan công việc nhiều sóng gió trong tháng có thể khiến tâm trạng bản mệnh bất ổn ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa đặc biệt là dạ dày áp lực lớn cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày bạn liên tục có cảm giác chán ăn có thể bị sụt cân nhiều có dấu hiệu bệnh cũ tái phát sức đề kháng giảm sút không nên coi thường việc thăm khám sức khỏe định kỳ nó giúp bạn phát hiện nguy cơ bệnh tật sớm, từ đó kịp thời có phương án điều trị. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch, nghỉ mát, bạn nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm để tránh gặp sự cố ngoài ý muốn, thận trọng vẫn hơn. Cẩn thận khi sử dụng hoặc tiếp xúc với những đồ vật sắc nhọn bằng kim loại kẻo bị chấn thương, chảy máu. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng tư âm lịch năm 2021. 1 quý tỵ thuộc mệnh thủy, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, công việc dễ trục trặc ở phút cuối, tốn nhiều công sức và thời gian để sửa sai. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. 2. Ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo kết quả tốt. Quý nhân, ngọ, hợi. Tiểu nhân, dậu, thìn màu sắc may mắn, tím, hồng. 3. Đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, kinh doanh có lãi, chớ nên vội vàng tin tưởng lời chào mời không đáng tin cậy. Quý nhân, mão, sửu. Tiểu nhân, thân, mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. 4. kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, tình cảm thiếu sự nhiệt tình, cần hâm nóng mối quan hệ kịp thời. Quý nhân tuất thìn. Tiểu nhân hợi dần. Màu sắc may mắn cam đen. Năm, Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, Nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết có dấu hiệu bệnh cũ tái phát, sức đề kháng giảm sút. Quý nhân mùi thân. Tiểu nhân ngọ dậu. Màu sắc may mắn trắng đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.